đây đến tháng 5 là Tết về từ có hoa. Tại công viên trước mặt trường Hai Bà Trưng. Đó lúc này là ngày mùng cuối cùng của tháng Giêng, ngày Tết, ngày xuân. Mọi người có thể thấy các công nhân người ta đang dọn các cái chậu hoa đưa lên xe về giải quyết gọi là rác thải đó. Đó những cái chậu hoa cúc vàng thọ để trưng trong dịp cuối năm. Bây giờ qua 10 ngày rồi, cùng hết Tết hết xuân, chậu cây cùng hoa cũng đã tan, bắt đầu dọn dẹp. Và vài ngày nữa thì những cái rất nhiều cái chậu hoa nữa cũng sẽ được đem đi trả lại công viên trở về trạng thái bình thường đó mọi người. Và đây là ngày du xuân của Yên Vui trên kênh Yên Vui Hòa Bình, cũng là có lẽ là cũng là ngày du xuân cuối cùng của tất cả bà con xứ Huế cũng như người thực khách xa gần. Anh ngang qua đây cũng có bày biển những cái dàn hoa giấy lá cờ. Dạ không, những cái con đường hoa để mọi người có thể chấp ảnh ghi hình. Đây trước mặt người bán tỉnh, những cái mai vàng rực rỡ bây giờ cũng đã tàn. Và đài phun nước trong những ngày này thì 10 ngày cũng có nhạc nước mọi người, phục vụ cho bà con coi như lễ hội ngày Tết ngày xuân. Còn bình thường thì em với để ý là mỗi chiều tối mới có thì phải, và đèn màu thì về đêm mới có. Người ta du xuân khi mà người người đều đã đi làm đi lùm trở lại, còn lại thưa thật khách. Đây là chính thức du xuân trong các công viên hoa của Huế, của Yên Vui ngày đầu năm đây. Vì Tết nay phải về quê. Bây giờ đưa mọi người du xuân muộn trong nhà đài phun nước. Chỉ như đi về chiều về tối thì có ánh đèn bảy sắc có vòng mọi người thì nhìn rất là đẹp. Nhưng mà ban ngày bây giờ thì là rất nhiều bạn trẻ mặc áo dài vẫy hoa đi để ghi hình kỷ niệm. Rất là đông và rất là nhiều hoa. Ở những cái chậu hoa cúc này thì có thể là vài ngày nữa cũng được thay vào đó những cái hoa cố định. Vì hoa cúc trong chậu thì có thể chơi được trong vòng một tháng thôi mọi người. Đây, nơi mà có sắp xếp những cái tường phù hộ nhắm dân. Thì hết nắm đi người ta, hết năm thì người ta đưa đi người ta làm ông khác. Đây là những ông hổ năm nay năm dân, sang năm là năm mạo thì người ta sẽ làm những chú mèo. Thầy con đi xong ông khảo ra chú mèo đi. Năm dân Tết 2022 đây mọi người. Bên dưới sông Hương thì người ta đập vịt. ra cũng ra đó xem người ta đập vịt. Xem qua lại khu vực đài phun nước. Dập diều nhạc nước có đen màu thì nó đẹp hơn. Phun cao phun thấp mà có ánh đen muốn màu nó đẹp. Bây giờ thì công viên nó được kéo dài đến khu vực cầu Phú Xuân, là vì trước đây cũng có công viên nhưng không được bày biển hoa và cây cảnh nên nhìn tối tăm hơn. Còn bây giờ đường hoa được kéo dài từ
bia quốc học đâu từ phía bảo tàng Hồ Chí Minh của mọi người, nối dài đến cầu Phú Xuân rồi bên kia thì tiếp về dưới cầu Trường Tiên. Đây mọi người đang đập vịt. Con đạp được có đạp nổi không mà thế? Bà đạp. Tôi muốn lấy. Đạp mệt lắm, bà đạp phá một mình bà đạp. Có phải chi mấy rồi. Đây được trồng rất là nhiều hoa hồng này. Tết như nhiều hoa hồng. Như xuân. Có dắn một hang cơ nữa là đi ngang cái từ trong cơ à, là cơ nữa. Có người đang ở đây giữa sâu mà. Phải sâu mà ngoài nữa để cho thuyền tàu qua lại nữa, quản lý. Đó thế thôi. À, trên sông người ta đập vịt quá trời luôn. Mời bà con mọi người về đập vịt sông nước. Giống như thay vì vô những cái công viên lớn của các khu resort này nó có những cái khu chơi bơi lội bơi thuyền thì đây nguyên cái sông Hương, người ta quy định một cái vùng màu đỏ rồi lập ra ban quản lý đó thuê để có thể lên đinh và thử sức mình trên những chiếc xe vịt đạp đi trên sông. Đó là không khí du xuân ngày hôm nay, chúng tôi đưa mọi người đi ba ngày đẹp mấy ngày xuân đã xong. rất nhiều đôi đi chụp hình lưu lại kỷ niệm tại sông Hương. Ngang qua khu vực này thì đông người này, cũng đông người đi đây. Vì đông người cho nên phải đeo khẩu trang cho an toàn, không mở khẩu trang được mà cũng nhờ khẩu trang mà đỡ ngại đấy. Khu vực này thì có cầu gỗ lim, bắt đầu cầu gỗ lim từ đây, có nhiều cái hàng ghế để người ta ngồi thư giãn nữa. Bắt đầu mũi câu gô lim rồi, chiếc thương rong đáng bằng vẽ dưới này, bằng vẽ cho người đi du thuyền đó. Thì một lượt rồi là 20.000 nhưng mà đi khoảng 15-20 phút chứ đâu kéo chị. Còn những cái máy vàng đi xuống đấy là mũi câu gồ lim đó, câu về từ bệnh viện đó. Ngoài kia là đường lên lợi từ bệnh viện Trung ương Ngọc qua thì là mũi câu gồ lim, đội dài băng qua gần tới cầu Trường Tiên. Người ta đi vô xuân đông nè mọi người. Họ thuyền chuẩn bị ra khơi nữa. Chuẩn bị. Dạ không. Dạ. Thuyền hả? Vũ thuyền. Dạ không gì. Dạ không gì. Đi. Dạ. Đi mấy phút. 20.000 đi. Là đi về đến cầu Trường Tiên dọc lên lại là ha, là một vé 20.000 hả? Mấy người lên cầu lại 50.000 thôi. Lâu mau được mấy chai ha, xuống đây đi đã mà vi xe ba đến có đi chờ để lâu mới được.
nhé. Để đã tăng thôi chi. Không, để đâu biên quốc học. Bỏ bên trường quốc học rồi. Ôi, trường quốc học đang của chi mà. Đến đường nhắn gửi nữa. À, đó, thuyền chuẩn bị. Thôi đi, tới cô rồi. À, ngoài này có cano y tế. Họ quản lý người đập vịt đấy. Không phải là tiền. Đi là sờ xe cổ để ngoài đường là ôi trời ơi bộ rồi để đâu đó. Đây thuyền rồng mà chở khách lân lân trên sông đó mọi người. À, giờ chơi đôi chục trên trên bờ sông Hương hay mỗi câu gô líp. Dạ rất đông người đi du xuân mà qua ngày này thì cũng dùng từ du xuân rồi mà. Đó, người đi chơi xuân nè mọi người nha.